Nó tôi đặt vòng vòng nó nhóc chân nè. Tại giờ muốn nhậu gốc cây chơi nè. Gốc cây đây, gốc cây mình chơi gốc cây đi anh Tư. Hello cả nhà. Bữa nay hôm qua có hẹn với chú Tư. Bữa nay anh Tư. Bữa nay bây chạy giờ chơi. Tư mà phóng xuống chỗ nội tao coi nè. Rồi ok. Không có đâu nội luôn. Cái cây này ổ ông quá trời luôn mọi người ơi. Ông bằng rất là nhiều. Nói chung mình nhậu rồi mình có im ga được rồi. Nó nằm mấy cánh nhỏ là có rồi. Ờ à, kìa ông bằng có trời kìa. Mà không sao đâu. Không sao đâu, không sao đâu. Chỗ có miễu nữa nè. Mình mới đi gượt mọi người. Đốc lửa thẳng đi. Cố cố. Thấy giờ còn mấy cái đó làm gì không? Nó ghê quá. Lù lù quá. Không sao, không sao, không sao. Ngủ gì động đó. Mình đừng có động tới nó được rồi. Mà mấy con ông bằng nó cũng. Chứ mình lột là thịt dưới luôn rồi. Nè, nè. Nãy giờ đi dở tôm được nhiêu đó là không nguyên bọc không trời, có thấy cũng nhiều mày. Có ba cái nhiêu nè, nhưng mà ai lựa mấy con số á, cái ăn. Nè, số mà mấy ăn gì hết đâu. Cá đống thì nè mấy số nè. À, dành cho những người anh em nào không biết ha. Để mình nói cho con số với con thẻ nó khác nhau chỗ nào. Con số á là thường thường mọi người thấy nè, thấy không, nó đen đen hơn, nó nhìn nó cứng cáp hơn. Này là con thẻ nè, nó màu trắng nè, đó. Như Út đang cầm nè, đây là số á, con số nó màu đen đen hơn vậy nè, nhìn nó mạnh mẽ hơn cái con thẻ nhìn nó mạnh mẽ. Đây con thẻ nó màu trắng thì nhìn nó hơi yếu điệu chút xíu. Nãy giờ anh Tư cũng bội đổ á, mình đẻ trần ở chuồng ghê quá ê, ghê đâu có, chỉ là anh Tư từ đó là chưa ăn mù tạt luôn hả? Có ăn rồi nó cay quá ăn không được. Dạ hả? Ừ nó cay dữ lắm. Nó cay chút xíu thoáng qua cái là nó hết trơn à. Ừ mà nó chấm này nó ngon lắm mà đâu đó. Vậy mà có rau sống bánh tráng rồi kia nó mới ngon. Có rau sống kìa, cải xanh, mình cuốn cải xanh vô á. Ừ mà nó cay, tao ngán cái nó cay thôi chứ. Mà ngon lắm, nó cay mà nó ngon. Ngon ngon, tao có ăn rồi tao biết nó ngon. Cua đồng luôn quý vị ơi. Cảm tượng luôn đâu rồi. Ốc bu vàng có luôn. Có ốc bu vàng nữa hả? Có luôn. Nướng luôn. Ai ăn được ăn được thôi. Mấy ngốc chết cũng bỏ vô. Mày đậu lên đó mẹ ơi. Wow. Mày thấy mày nó ta đưa lên này. Thấy mà. Để chút còn lại quay gần lại cái nữa. Vậy đó hả? Mở bệnh nó tủ có nắp lại đó, không đóng cái nắp bình tủ lại, biết đâu có nắp bỏ đâu rồi, biết đâu à, kìa mày gỡ cái kia rồi á. Ờ hay là thôi nó con mượn con mượn cái bình ngủ đi, đây cho mượn luôn. Thằng nắp trứng mày chảy mày, nhiều. Nó lọc nhiều, nó ăn nhiều. Tôi không lọc rồi, tôi nghĩ rồi. Cái này thịt tao quái này, thịt chủ nhà đem ra hả vậy? Có đó mắm. Mắm hả? Mắm mà đem xuống hả? Dạ. Ủa tao không có mắm đâu, có linh trong nhóc, còn 2-3 keo trong đó kìa. Mắm này của bạn Phan Văn Út. Út hả? Mắm hả? Út nào tao, Út nào tao nhớ quen người ta. Út Phan Văn Út. Út nào ông cũng quen. Không có dặm dừa, Út dặm dừa là quen dòng họ, cái dặm dừa hết trơn nguyên cái đó em á. Út tự đậu không biết không? Quen. Làm để hộp không phải chơi cái dặm dừa là đâu là này đâu có dặm dừa đâu, ở dưới trên này mà. Không mà tôi nói Út dặm dừa, tôi nói Út nào mấy Út dặm dừa mới có dòng họ bà con quen chứ Út này không quen.
không nghe. Nhậu mày ơi. Thương gì vợ mày nhậu mày. Nhậu mày vợ. Mày thằng nào cũng có vợ vậy hả? Tính là chưa vợ chứ. Nó mình có cháu luôn rồi. Nhớ nhớ chưa vợ mà. Nhớ chưa vợ à. Ừ, nhớ mà chưa vợ mà nhớ. Tôi mới 19 tuổi. Ờ kêu thằng anh đừng sửa kêu thằng cậu mày. Bác chưa quên. Nó kêu thằng bác. Con gái nó học lớp 12 đó nghe. Qua đại học rồi đó. Mày đúng là thả ra nó đưa đây là coi chừng đâu không được đó nghe. Ra ngoài cái chai ấy rồi mày. Tại gì? Cô ta hả? Cái gì tao không biết nghe, cái vụ này đâu. Cái này ăn nó ngọt ngay à. Không biết ăn ngọt nội. Vụ ba. Vụ đóng vô cái đóng vô thật cái bà luôn á. Đâu gì vậy? Đâu gì nó hổn mới ngon ngon đó nhé. Cái giờ gì đó. Nghe nói rồi biết cái cay rồi. Bò tạc mà không cay. Mời mày xuống lần nữa đi nhớ, gõ tàu là đụng qua bữa kia ổng thôi, bả thôi ổng nữa rồi đó. Ổng ở như tàu rồi đó rồi. Đúng luôn, nhà nhậu tối ngày sáng đêm luôn, tức luôn. Ủa, cho láng nhắn gì thôi mày, mày bỏ uổng mày. Gà không có, mày bỏ mày. Ủa cái này làm gì ăn? Nặng cái vô nó ra đó. Cái này đem đi nướng đi. Đừng ba để nó nướng luôn cho ba, héo héo quất à. Bỏ hết mẹ đi. Ủa sao nó hơi nhẵn nhẵn mày. Cái gì nhẵn? Còn tại cá hả? Tại vì không có đường, thiếu chanh, thiếu chấm là gì nha. Còn hẹn không? Mày ăn một hai bột đang nghỉ. Ừ? Đây là còn hẹn không? Hộp còn đây mà. Đâu còn là tiếng tiều, tiếng Tây gì đâu không mà trời. Đâu có đi Việt Nam đâu. Đúng mẹ bỏ cái này lại đi chút làm gì chấm. Nước. Đem mấy nước, đem mấy nước. Không sợ, đem về chấm à. Thôi ăn quá đâu, bỏ lại chứ. Bỏ mẹ ra. Đem làm đi. Em cho nóng mì rồi ăn đi. À, mì ăn. Thôi bỏ bỏ ông cho ông gì ông chín gì kìa. Nướng đi lấy nướng. Ăn quá đâu. Sao ăn hết á. Nướng đi. Kệ để cho cái này để cho ông chín ổng bỏ tủ lạnh liền đi mới được, không hơi hộp hồi đó nó cái này ăn. Bình thường đó. Còn mấy nước nướng. Thịt trâu nó ăn bột chó, thịt mèo, thịt trâu không ăn, thịt bò không đi ăn hồng đi. Cho ông Tư à, ông Tư không ăn. Hả? Không ăn thịt trâu nó không ăn, thịt bò không ăn, không biết nó ăn thịt bò gì. Anh Tư. Không biết thịt bò nào không. Anh Tư ơi đi đâu mà dối mà gian. Ghé vô đây tôi có luộc mấy con tôm càng. Ước vậy đi. Đúng rồi, ước vậy đó. Đó mà người ơi. Đó ơi. Dạ mọi người, phước mày ra mà ai ăn uống bù hộ à. Cái gì? Chết rồi. Chung vô đây. Không. Không sao, chưa. Nó mấy con non. Ông non. Kìa, yeah, giết luôn, lấy cái dao. Trời ơi, làm giật mình trời. Trời ơi, trời ông bà cô bác không à, vô mấy ông ơi, chúng mặt phước mày về nó phù hộ cho nó mấy anh em tôi trúng số này, trúng đặc biệt kìa, đừng trúng đâu mà chú rồi mà đầu cho luôn đây. Ăn bò không? Về dạ, phải. Ăn bò không? Dạ. Ăn thịt bò không? Không. Ăn thì bưng vô để dành này là ăn, có đứa nào ăn bưng vô. Con tên xuống à. Thịt bò ăn bưng đây lên vô bắn đi. Bưng vô. Để tủ lạnh đi, để lâu, bưng vô đi. Bỏ tủ lạnh nghe mới được nha, không bỏ tủ lạnh rồi nó thúi hết á. Thịt bò. Bưng vô thịt bò, bưng vô để cho ăn đi. Bỏ tủ lạnh á. Thịt chín anh là ngọc mấy ăn là chứ ăn. Rồi. Bưng vô đi, để là lâu rồi nó thôi. Cái này gỗ của ông hay gì? Ừ, gỗ của nó. Đi chồng bỏ cái bọc á. Ăn này phải làm bọc á. Nè. Thì làm đi. Ngồi chơi luôn á. Làm cái này quý vị đó. Cho mày. Rồi.
chặt mới nãy đụ mẹ quất cái nhà tao nấu chín rồi bắt đầu đem ra chỗ gốc dừa mát ngồi quậy quay sao đi cái mương câu đụ sao đi sao đi cái vuông nó câu mai mốt thì có bảy rồi thôi mai mốt rồi xuống ông Tư đâu còn nhà nữa thâu vợ đi nữa rồi vợ bỏ hả vợ bỏ đụng ra nhậu pha vợ bỏ tao có ai chữ tao sao nhẵn nhẵn vậy có hộp canh đâu đây không vậy không cây vậy nha có gì tao nói hơi sơn sao nhẵn nhẵn này ăn được chưa được rồi. Cái gì nước tương với mù tạt không mà nó nhẵn nhẵn ta ngủ tao nặng nặng canh vô chưa sợ nó chạy nhớ mày đâu gì dây này nó mất còn hẹn nhớ mày hả bà hỏi mới nghe nào nó hết hẹn đây gì cũng có cái chân luôn á làm được làm à chưa ngồi á này bỏ bột ngọt gì vô không để gì không ngọt chấm kìa nghe nhớ nó hết hạn là cái này là nặng chanh gì chưa ăn được rồi có nặng rồi được chưa được rồi tao ăn là tao khùng mà đâu hồi tao quánh mấy mày gắn chịu nha nó trắng luôn rồi nè cái nãy đâu thấy chợ nướng là già cục rồi nướng mấy nướng cục đó còn cá đó, cá không tượng chín chưa đây nè cũng gần hết rồi chứ chưa hết sao nó còn nhẫn nhẫn nữa tôi đâu đưa cho ông thấy đâu ngày 9/8 mới hết còn tới 1 tháng mấy nữa vậy hả chưa sáu chưa chết chưa có bị khùng chưa nè khùng. Ăn tôm nướng cái mùi tạt cũng không ngon lắm á sao tao ăn này mày tao giờ tao vô đó tao què rồi đó trời ăn thịt bò tái mà thịt bò sống mà chấm mùi tạt mà bả bỏ lại bỏ không bỏ đi đâu nè ghiền luôn hay gì có chanh này này miếng thì ai ngồi không đây đụng mà ngồi đi cứ ngồi để ăn khùng chết mẹ rồi chứ lâu lên nhắc nè nó nồng ông nội ơi chơi nước mắt khóc luôn rồi kìa nó nồng tới luôn mùa không gì cũng chê á chút chua cái ông cũng chê rồi nó nồng đúng không chê nó nồng bỏ dao ngoài đi hạn chế dao búa là chăng mù hạt kìa nhà không có gì. Bà cậu phước mập phước mày ăn nhậu do con chúng con tạo đặc biệt hay đâu nhậu thoải mái kêu uống rượu trắng xong mệt quá trời uống bia cho má đi kêu dẹp chén mày bảnh tao lấy tấm thớt tao ngồi đụng mẹ đụng sao đụng là đụng tao chém á nghe lời tao chém á dạ bà lấy tấm thớt từ đó ngồi nó ngồi hủy diễn cũng nghe lời uống chưa mày chưa nè uống này tao rồi mày còn hai mày đó mày vô giường ba mà ủa anh Tư kêu ổng tới bằng thằng luôn hả ông bự hơn ai vậy chứ đâu mà vậy chứ đó em ba mự kêu anh Tư mự giường ba đi thôi xin lỗi anh giường ba thôi bưng ly đi giường ba tôi nhớ rồi đó em tôi làm này thôi tới anh uống này cục cứ khô á còn hồi đã uống cái nữa là hồi quánh đã quánh quá quánh ta chứ làm vậy quậy à quậy quánh à vợ điện cái nhau vô cho anh em bà con cô bác ơi ủa giờ đang quậy đó hả dạ ờ giờ mốt bật ra nãy giờ nói chuyện là mày đâu em đâu có chuyện là mày đâu vậy được rồi về nhậu với người bắt mẹ đi tấm này đó về nhậu trung ơi ờ về nhậu vào đây ơi cũng thấy dễ thương lắm mà ngang đụng lâu lâu có chạy xuống xe xuống là mới nhậu không nhậu rồi anh uống nên cũng có gói rượu sao mà nãy nè út mày để cái đầu chứ vậy cái đứa hả sao nãy lộn rồi để bỏ cái đầu đi bỏ cái đầu cũng thịt không nè thấy ngắt xanh gừng con ngắm nó thôi con ngãi xanh gừng lột bỏ đi lại làm bây giờ không coi què hả cái nguồn cút cái gì vậy vậy không có thể qua chuồng heo thôi à mượn gốc cây cây đa mà tại mấy này nó khoái thì chơi vậy chứ nó thiệt chứ nó vô chơi chuồng heo không ngon sao nãy giờ giấy đâu không mẹ ăn nhậu mạnh giỏi rồi không mà tôm cá chết hết cá có mà đâu cũng đủ à có nào giấy tôm cá đâu úc mày giấy sao vậy không chậu giấy sao rồi úc mày giấy sao tao nghe có gà cái nhậu không à nãy giờ ừ. Nghe giáo dục mày giấy tôm cá cho chúng à để chúng số đặc biệt không à vậy đó tôm cá chết làm sao chúng đặc biệt rồi tao một không từng hai tạo đâu ăn nhậu giấy cũng... giấy giấy ăn nhậu không mà còn tôm chết ai mà tao giấy chúng đặc biệt mày đang lấy tỷ mấy nè mày dễ gì nè tôi ơi có tao năm làm gì được làm là vài chục triệu 10 triệu không có nữa bây giờ tôi giá tỷ mấy còn nữa giờ tôi vô quý vị ơi tổng cảm ơi quý vị mời quý vị luôn không mày nó không điều nay tao ngồi không nổi là mấy mày chịu chịu đoạn đó không có động cái chai này cũng sạch sai ủa sao này đắng mày mày ăn này không nồng ơ nó nhẵn nhẵn ừ mày ăn này không đồ tác thôi ở đâu có gì đây nè nhẵn nhẵn kỳ quá đúng đúng nè đúng phỏng á ừ chấm gót nè đưa con cua cho mày đó thứ chanh vậy nãy gì miếng
Còn nhà cái cánh đã nó còn này thổi còn gì không lấy theo ai biết. Còn nhà còn cái kia mấy đụng lại cho khoái con này. Ba cái này làm gì tao thấy chấm miếng muối muối ớt cây cay vàng hết nổi nha. Sợ thì nó cái trước rỡ quê hương của mình cháu cũ về cháu cũ à. Dạ. Nghĩ mà nó vui. Thoải mái. Có ai ra vô không ra giùm quá nó nặng nó nhẹ mình chứ. Đủ nặng tao quá nè. Không có chả nó không giờ gì chả nó mừng cũng mới. Nữa không có chết cũng đừng để chả nhang đem về đây chôn này nè. Tao okay. Không đây tao không xuống rồi. Cái mấy thằng mà đóng bánh nó lỡ từ từ làm chỉnh làm bỏ luôn đâu có ăn thương linh thấy mã mồ đâu mà cúng kiến lắm vô xác mới xong còn mấy vị ông nói vậy thì chẳng thà tôi chở ông đi vô ông bọng vừa tổng đúc võng đụng mà mua bao xi măng chùm để ngoài cái rồi vậy chém mẹ em ăn cái chém mày rồi được có hai trái chanh nữa không hai trái chanh nữa chanh ít nước rồi hai chanh này có nước cũng rồi chuyện ngoài ông quánh rồi vợ không có trên này chanh chanh đây vợ không có nhà còn chanh không hả? Có chanh thì hai trái chanh hai trái chanh chanh có không tem ra ổng đừng nữa ông bị lãng tay hả ta đạo điếc không lãng tay nó điếc nó thẳng đạo điếc đừng có tay mày mà ngồi nhà tao chỗ cửa tao tao biết mày tao trời giết luôn á rồi tại sao mày biết nhà tao mày không vậy nhà tao bây giờ đặng gì vậy bác sĩ nói là bây giờ nếu lên Bạc Liêu á mổ bữa nay đi mời mổ mốt mày về rồi sao động không ghé nhà đâu mà đi lên xuống xuống đặng gì rồi hỏi rồi gặp thằng đấy, thằng màu ở trần á đủ mày thằng màu ở trần phát tay nó ông không có nhà rồi còn gì nữa chứ mới nãy có ai nằm ngoài á nói anh không có gì nhà rồi đất ơi trời nằm nhà sao vậy nó chỉnh nó mấy nhỏ rồi nhậu mấy đứa nhỏ đó rồi mấy nhỏ bạn bè của con trắng đó đâu bây giờ là mấy đứa nhỏ đó đi vậy, tao ra nhà sau đâu nó đâu đây 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 tao đâu hay tao về tao mới về có sợ quá cầm cái đi cầm vô không cấp thấy hai con như vậy không muốn vuông to mà nhậm mày vậy hả vuông to vuông nhà mà thôi vậy vào đấy rồi ai biết đây để hoàng để đi đá chúng không có để trên thềm này ủa mày rượu tao mày sao mà để phơi nắng mày nãy mày để mày quay dần 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 ra dần dần cái cây đó lại không có nó sợ nó ngã cái mà... vậy là ờ cứ ngã mà sao mà không bỏ lửa than vô á rồi ăn này này khác này này nghe vô chưa lấy thêm mồi nữa đem gục qua nước á khoái rồi hết thì sao nhúm lâu lắm cái này thôi mình nước lại cũng được vậy mình mang nước khác này đem gửi ra nhiều quên bỏ đâu bà đây bỏ đây đùa qua quên đi để nó thấm nước này để tôi cái này tao thiệt cho tôi khoái nướng lắm nhất tam xào tứ nướng mà phụ mẹ hôm qua năm được cái dĩ lên đây nè mày đưa cái tấm thép qua tao qua này dĩ lên cái bắt đầu mình để mấy cái này vô cái này rồi là mày cắt nó nhỏ ăn được cái gì đâu sao cái ăn nổi đủ rồi đừng nóng tao nha ai cái mùi tạt này nó hơi nhẵn kỳ quá bữa này tao mày nè anh em mình nè này nghỉ ăn cái gì ở cái đây anh ta nướng được đó tao nướng hết lên đi nó ở gần gần đó nó cũng vợ nó tước chổi bán chổi có chổi bán đó chung á chung là nó làm việc ở công an huyện á hồng dân á nghe chân ngã ba chùa ủa ngã ba là chỗ đầu dôi đó rồi tới nó đó dạ dạ chung chân cứ quẹo đó mắm kìa chung thử con mắm á ta à tao lấy tôm nướng tao chấm mắm ăn mới được chân không mặn ai ai ta ngốt chuồng không rồi đó tôi cho tao với ông Chính rồi mày bây giờ gì tao với mày bắn tẻ ra đi bắn ngược đi mày ngon tẻ tao với con vô với anh Tư muốn mẹ với ông vài cái anh Tư hôm nay nhiêu tuổi rồi Tư nhỏ xíu rồi mới 39 39 chưa là mấy chốt chịu theo nhớ kêu anh Tư luôn vàng là với ông mới cái 57 tuổi rồi ông nội rồi à mà sinh ngạnh trên 53 mà lên nay tự gần 7 gần 70 luôn tự quá ăn một năm rồi đó mày dạ ăn một năm rồi nha tới nửa tuổi rồi đó ờ ăn một năm rồi mới nửa tuổi đó lột vỏ bỏ đi ủa mà anh nói chơi chứ anh nói thiệt với em út gì đó chứ mà lại khoái chơi vậy là vui vẻ là khoái không không mà chơi với tụi trẻ thì có sức khỏe này nó vui vẻ bởi vì tao thấy mày ha đụng tao chết mấy mày khiêng tao chứ mấy già khiêng tao đâu nổi cũng không mấy này cũng không khiêng ông đâu cũng mày không mà mấy nào nó vô đâu thì cũng khiêng à nó vô cái nhị tỳ nữa cái hòm nào chạy hòm nào thì đó nó khiêng hết rồi không mà được cũng trẻ tuổi mày toàn gõ gói chọn gói chọn gói chọn gói nó chọn gói mà cũng trẻ tuổi không à chứ đừng nên đâu mà chơi là chơi mấy già không chơi mấy trẻ à tôi chơi mấy trẻ vậy đâu phải đâu tôi phải mấy trẻ nó khiêng tôi nó khiêng tôi chôn chứ mấy già già khiêng tôi không
Đâu con trai gái mày chết sớm nữa, đụng mày lấy vợ tao. Thấy gì ăn này ác lắm. Nào. Mày biết đâu, tụi nó không hiểu. Mẹ gì, tao tính nó không chỉ mày không muốn, tao giờ chỉ tao. Nó chỉ mày hiểu. Bạn là có hai thằng đâu mà thằng có vợ ở nhà, thằng đâu mà gầy vợ mà thôi vợ bỏ vợ đi ở nhà đâu gầy gầy quá đánh đít vợ nhà không nói mày nghe nha. Nhiều lắm chút nó chữ sách gì luôn này. Không không mày mày gửi làm thịt bò thịt trâu đây con đem về mà cho ông già mày miếng ăn trời. Nè con á có gì tám á đem tôm ra hoài à, gì tám á tâm tâm kia á biến thời hiểu rồi. Không tự mày gũi tao mày. Thế sao bố? Nè, nè em á. Mẹ vợ ăn chay. Vợ cũng ăn chay luôn. Mày nó không ăn cái mày, mày, mày đâu á mày đem mới gũi rau đó mày hất rồi đó bỏ đi. Để nó làm gì hả? Để gì vậy? Mày không ăn để tao ăn. Mẹ, thế nào quánh nặng à? Hai già quánh nặng đó. Gũi rau được để bển sao ăn đây với gì? Hai già quánh nặng lắm không biết quánh nào. Thì lúc nào tôi nói ai muốn quánh quá nè. Tao bốn cục này là do ông Diêm Lâm nghĩ tôi về tao đặt nò nha. Cục nam đặt nò nó quánh đó à, quánh điện nè. Ai quánh? Cui quánh. Dạ quánh. Bảo quánh cho ai vậy? Thì tôi quánh tao nha. Mày, mày động mày can kịp không? Tao quánh ra nó khảo cũng chết tôi luôn. Đâu có chạy ra đây trốn này hồi coi chừng nãy cuộc điện đó kìa. Chấm cầu tạc nha, cái đó chấm cầu tạc liền nha. Ăn chấm cầu tạc không được nha. Không cái này sao mà nó hơi nhẫn kỳ không? Cái này nè. Nguyên nhân là sao? Nó thiệt cái thịt nướng này nha. Mà nếu chấm muối ớt mới ngon, mà chấm tàu, tàu lao ăn không ngon. Không, chấm mù tạc ăn không được, nó thịt nướng á. Đồ nướng mà chấm mù tạc ăn không ngon. Không có bằng cái đụng muối ớt. Còn muối cục, cái chai nó còn ớt. Tao đem lại tao coi cái nếm thường miếng này. Muối cục mới ngon. Cái cũng nặng được. Úc. Cá dạ. Ăn, để ăn. Bỏ mẹ đi. Cũng mẹ tại ngu ngu đó rồi. Hello. Đó, mà... nhiều đó biết rồi. Thử đi. Mày liếm vô thử biết rồi. Nồng không? Nồng nó không nồng. Thằng lén không còn hết hạn. Hạn nó còn tới tháng 8 mà. Bố hổm cái chai bố hổm mua loại nó nồng dữ lắm luôn mà. Ăn bằng nào nấy ăn một sặc luôn á. Không nồng. Nhiều đó thôi là nằm rồi nhưng... Ủa thường thường cái chai này tới ba mấy ngàn mà sao bán chai 20 ngàn ta? Nhiều loại. Tôi thấy cái loại mà ba mấy có ngàn á. Cái chữ wasabi á. Ờ cái này wasabi nè. Cái loại mà ba... 30 ngàn, ba mấy ngàn vậy nó nồng dữ lắm. Cái này có 20 ngàn. Ôi trời ơi. Đứng trái đứng chuyển hình. Đừng có. Để xuống đây. Còn với chú Bảy. Để xuống đây tao bẻ ớt cái rượu mà chú Bảy này tao với mà ốc. Dạ. Anh em mình. Đó tâm cho giữ cái đầu mình bỏ vô nó cũng nồng vậy. Mà ăn cái này là nó xì luôn mũi nè. Mà đó chị cái mày nó thấy vậy chứ mày nếu quánh động nó lại đâu nghe. Bị thấy ông sợ quá, ông quánh ông chết. Sao vậy? Ở tù. Bị gì nó bự con nó quánh thật chết. Nó chết ở tù đủ phải không gì à. Nó xuống nhầm lặn nước lại đi không? Cậu cổ lặn đi. Đúng mà thôi. Tôi gì ở đây làm nghe. Câu gỏi lặn nước để thử là nào hơn. Câu cổ lặn nước hả? Ừ. Đè đầu xuống nha. Ờ đè đầu xuống mà tao không nổi lên mày nổi lên mà mày nổi lên trước là mày thua đâu nha. Tao giận thì mày hôi mộ mà tao không phải bị mình nhỏ con à. Tao đâu mới nói anh ấy cái nó ẩm mình nó dục rồi lên rồi. Đợt đi sổ quao chơi mà nó cách đây cũng mẹ cũng mười mấy 15 16 năm rồi. Cháu này ngon quá ngon. Làm ngon. Mô phật à. Rồi bị ông đánh này, con cạc cái gì. Vô mày cái gì? Vô con giết rồi. Nó bò trong cái áo. Ừ. Con nãy cứ này giết mày chịu giết đó. Mày không chịu giết á, nó bò lên. Coi coi còn không, hồi nó bò lên nữa đó. Ở đâu vậy? Ôi ông bà quánh có sao đâu. Ông bà đánh thì lên người. Ê mày nhớ kỹ ông quánh công một nha mày. Mày mua số công một thì trúng liền. Giết dữ lắm, ông bận lắm. Má kìa nó bò. Đâu? Đâu. Nó ăn gích cái cắn tao mới bữa hồi, đâu bữa nay bốn bữa nè còn thẹo nè. Gích bự hay nhỏ? Gích nhỏ mà gích đầu xanh á. Cắn là sưng bữa đó sưng hết trơn. Kìa cái áo mày kìa, đi cái áo mày kìa, phủi ra trước kìa. Má nói nè, bà mẹ mày kìa. Mày đi không tập cho chết. Rồi bún đâu vậy? Hả? Rồi sao không giết nó đi, chưa bò. Còn ông ngon. Chuyện hơi bò cuốn này nữa giờ đó. Má nó bò lù ở cái áo mình nhồi cái phủ vũ ra vậy nè, nó chích tao chích.
quánh này quánh tao thôi, quánh tao liền. Cái bánh tao đốt liền. Để tao một nó để tao một vít nè. Con gít nó nằm sẵn ở trong cái áo phải không? Ừ. Khi mà mình mặc áo trước mình phải vũ của mặt mà gì sao nằm trong ngủ trong ngủ đâu ra vậy hả? Có được lấy cái nhớt trong cái cổ họng gà. Xa lên là hết liền. Nhớt đầu tao lấy cái ông ngon là ông đúng cái bàn này ông cái việc. Ông mướn đất này đây ông coi đúng hoàng được á. Ông đủ cây này là hả? Kêu cây chùm dồ. Cây lâm dồ. Cây lâm dồ. Vô coi. Nói thường thường là ở đình miếu đồ ở chùa đồ là đa số là có cái cây này nè. Gì vậy? Mẹ. Không phải đâu. Bò đây. Đứng. Quẹo đọc ngoài. Cô động ghê mày. Cô động đi. Hai út. Ơi làm đi. Tao bỏ nhà giống kìa. Ký 50 ngàn đấy đó hả? Nè hả? Ừ. Còn trồng nhiều con không? Còn con hả? Còn được 4 con. Tưởng không còn. Còn 4 con kiếm nó một ngàn. Nó đặt rồi đâu mà nếu mà đem ra đâu mà 4 con là cho tao bún riêu. Cua kia nó bự à, bự hơn con này à. Con cua kia nó nhỏ hơn con này. Mù bự. Nó bụng nó không dám này. Cũng dám. Mù này cua lớn. Nó ngọt ha, như ở xóm nào cũng vậy là phải có một người hai người thân thích nhau lắm, như là bạn nhậu như đủ mà em chữ thôi thích bà như trong ngoài ở trong ngoài cũng vậy ha. Ai xin lỗi mẹ nha, giờ tao trốn trái gà tới đây điện không đi ăn kiếm mà ngày là dẫn ấy muốn trích bà điện ở đâu tao trốn ra đây còn đi kiếm nè tao điện đi kiếm ông đó giờ là nhậu chung có cự lộn không? Cử quậy vậy, quánh lộn không? Quánh hoài hả? Quánh luôn hả? Quánh luôn. Không có quánh mẹ. Cử đúng mẹ mời kiếm rồi. Mời kiếm. Thiếu đồ nhậu. Thiếu Kha, Thiếu Kha. Thiếu Kha. Mà giáo dạy tao ghét. Dài. Nếu mà tao giận không mà bữa nào tao giận hơi thăm kim tao hơi nhiều quá nha. Thì làm gì dạy tao đi vô mà quán Ngọc Phương uống phê. Nằm giỏng suy nghĩ. Chút cái điện ông đi xe buýt cũng chạy vô, ông đâu biết đi xe. Xe nhà nào kéo cái xe. Vô đầu nằm uống nước rồi có đầu nằm võng đứa cái võng mà. Chị cũng biết Ngọc Phương không? Nó nằm có con gác cái giò nó cọ cọ hơi cái ổng. Nón tròn vo trời ơi trời ơi uống gì bằng cái tô. Chú bằng cái tô vậy. Bằng cái này nè. Rồi sao nữa anh Tư? Mà ôi trời ơi đừng gạo tới mặt lạnh. Đủ mình đâu mà nóng hổng. Tao buồn người ta chạy xe đi chẳng phải là chạy xe đi với quýnh lộn. Quýnh lộn mà mới chịu em gặp mắc cỡ quá. Bảo vũ là 50. Bảo vũ là 50. 100 tao bước ở kia thì 200. Thì 300 ngàn. Bỏ hai cái này 100 dẫn cho phòng cái 200. Mà cái gió đang tiền cò nè. Gió đang tiền cò. Đủ cò. Còn người ta bây giờ mình vô mình uống chai nước. Cái nước thì mình trả tiền thì 10 ngàn à. Ủa là em tạ đường hàng này. Làm giỏng mình uống chai nước 10 ngàn, bây giờ mình không chơi thì mình đi về mình muốn trả tay nước 10 ngàn. Còn nếu chơi vô phòng thì 200 ngàn. Ừ. Nó đóng mẹ tiền phòng có 50 rồi nó cũng còn có 150 à. Cục cứ khô á, ông ăn chai nước vô thấy anh là cho em xin chai nữa thì quốc chai nữa thì 200 ngàn. Thì đó ông cho, thì ông cho thì ông mới chịu, thì ông không cho. Xin lại cho mình bản lĩnh gì đây mà xin không cho. Bản lĩnh mà. Chân chơi chân tái mà cãi đáng mạng bừng không được xin không cho. Ừ mẹ vậy xin con thẻ ông không cho đó. Cục cứ khô xuống đây xin cho liền. Đậu á chằn lò chỗ luôn. Cho luôn. Xuống này mới được, xuống này mới được. Xuống được mới được. Mà thấy mấy nghe mẹ không? Khỏi xin tao cực khổ tao lội nước lội suối lội sông rồi đây đó, đậu mà chơi vui vẻ vậy là phải chờ đó. Đúng. Mà nghĩ đâu tao đi chơi với ông này rồi. Tức quá, không có ông Năm ở đây. Ông Năm ông khoái ăn mắm á. Năm tháng hả? Nhưng mà cũng cứ gọi điện điện ổng lấy giờ không được có mà có mượn cái dao cái anh Tư gì vậy mắm có sặc mắm có gô được nè ngon lắm ngon mắm chợ bán là đủ bà vợ không cái này làm nè thử ăn thử con thứ bảy đủ cái đuổi luôn mày mà kêu anh bảy mày cặc em tao với anh nào là như vậy chịu chơi phản của em nữa chơi cái này hao chưa đã hả mày biết cái lúc cái nhà mâu thuẫn á còn đây nè ông nữa mày ơi ông nữa ơi trời trời con nãy nữa đó được, con nãy giết đủ mẹ đập ở đâu rồi không chịu giết
đó, nó chỗ cục đất đó kìa. Con nãy đó, hồi nãy búng nó muốn xây xây xem tay này. Chút tôi bò lên nữa đó, con nãy đó. Đâu rồi, tao có thấy đâu, tao giờ đu rồi. Tôi có thấy tụi con rồi. Chết đẳng chút chút. Chết rồi, nó hết bay được rồi đó. Nó bị trúng nguyệt rồi. Tao gì hết rồi. Nó hồi phục nhanh mày. Ừ. Mày búng nó hồi phục nhanh quá à. Nó ông, nhủi cái đầu nó xây 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 luôn đó. Ông đập hơi cái dao nó hết sắc ăn luôn. Cái này có nắng hơi gì không nghe. Nắng tới đó. Nắng thì nóng quá, cảm thấy nóng quá. Ủa nói ông vụt nước đem lên nó còn xài được. Trời ơi, chỗ tao tẩy nước tao ngâm đem lên mà vũ lên là vậy. Cụ quát tao chơi vậy xịn xịn. Rồi bố coi. Tên Út không hả? Tên Út gì không? Tên Út. Hôm rồi nói với hôm rồi cũng lâu rồi, anh với thằng cháu có làm ở nhà hút nhà chung mà anh nói đi. Dịch đi đẳng chút mà cái nhà tình nhà nước cho nhà tình thương á. Mày ăn đi. Nè, cho anh Tư cái mu. Đậu mua là phải đó giúp. Rồi bắt đầu mới làm xong tua này nhóc trong nhà còn nhóc cái nhà cặp bên thì ông anh của ổng mà đủ ông này thì vợ ổng đi làm không có nhà ông sĩ hả ờ chắc ông sĩ vậy vợ làm nhà đủ mà anh có tới nhà không có cái gì anh đi anh dạ dạ quá lên lên ăn mắm là con tôm nướng rồi kẹp đi xung quanh ờ quốc mày lột da mày ơi có ăn ghét ăn gì không ạ à, cái này xin lỗi nghe nó thiệt tình ra không bây giờ không ăn không cho thức ăn gì ra đồ mà của nó tự nhiên của nó vậy thôi không có cho thức ăn đâu trời ơi tôi mình đang vậy là tập mình đem lên nướng chỗ này ăn chịu cái thứ gì chưa nói chịu vậy mà tao chịu nổi chứ ngủ hồi nãy giờ chưa đứng chục con có tao không thương mấy mày thương mấy mày nhiệt tình thả xuống chơi thiệt chơi tao điện đủ mà không có ăn là bắt máy chơi tao nóng tới chừng nào con xuống điện em xuống điện lại nó còn tới người tính ngoài mai mai là ta đi đám cưới tao ở nhà đâu à chúng hôm nay tao còn mai cứu bộ được mai đám cưới rồi mai mày chở ông đi đám cưới nhá ở bên làm chùa mày kính rỡ lên khỏi đâu tụi em mai đi giải gai rồi em à đậu mà đem quẩn mà quay phim này luôn nè dòng dòng họ tôi đụng đẹp đẹp đó rồi chuồng mới mày quay luôn dòng họ là đẹp xong đi anh cái bỏ vợ nữa rồi sao tại mai mất đi giải gai tao nói dòng hỏi đẹp không mà chứ mày thấy dòm thấy mày nó mà dòm thấy cái mày xỉu nó vượt cái bận vậy bận cũng á tóc giò đắng nõn tròn gió không nó kêu đông bác hả mày ai chứ nãy giờ nói về quý vị có nghe cái gì mà mày không quý vị đang quay phim quý vị tôi nói đàng hoàng hả quý vị đó là đàng hoàng thôi uống với quý vị không quý vị ông kể cái vụ thông cảm cho tôi cái quý vị ông kể vụ vợ chú Phong rồi thôi mẹ ơi mù quạt không được có vụ là không được vô đây là đúng chết liền không ai phim cái vụ được chưa cái vụ đó không ai lên phim để tắt cái heo không quyền không có quyền à đây mà cái việc mà cha đây mà cái vụ nào tao nói được ra được không nó không có chủ quốc tao đâu quyền không thắng á, không biết, cái dòng thắng cái nhỏ nhà bỏ nhà đi đó, tôi hất cái ly vô mặt hà giờ, không cả không hất rồi tôi ướt cái tôi với làm gì vậy, không lẽ ông chậu thì sợ bể đầu, không mình đứng dây gấp tuổi, người ta nói nghe trong anh mình nói nghe mày, em à, mấy mình phải học hỏi nhiều lắm, nó nói mà hồi sinh không có gì mà, nó mà hồi sinh không ông nào nói cái rú ghê thiệt chứ, không thanh niên chắc cũng dữ lắm nhưng vừa đâu tại, không có thanh niên chắc không dữ đâu. Chắc già bây giờ cứ già lan nhàn thanh niên chắc làm không đâu đâu có biết ngay không nghĩa làm gì mày bây giờ còn thưởng thức được cái đùi tròn chút nào là đổi chút mấy này bây giờ còn thưởng thức được trắng nõn đáng lẽ là mình dở á tao nói thiệt chứ đâu tao ngày xưa đâu phải là hiền đâu đặt lên trâu rồi mà từ chém lộn mà chứ thấp dữ à còn than kìa bỏ đi hả bỏ đi ăn nè mấy tao không ăn à mấy mày ăn nha tao con hả gì nó cắt bỏ cho nó dễ gì mà nó để nguyên nó lượt rồi nó ấy đây khoai mì nè bà con cô bác khoai mì nướng nha khoai mì nướng ngọt rất rồi khoai mì nướng nó không phải như khi mình ta khoai này hiếm lắm nè dục vô nó than vậy nhưng mà trong lột ra nó rất ngon không mà cho chín lâu lâu á nó mới ngon nó có nó chứ mà nó chín chậm á nó ăn nó sực sực không ngọt 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 nghe
ngon á. Mày tao đẹp trai lắm, tao qua tao hoài mày. Nếu tôi đẹp trai thì màu trắng này nào. Cái này sao màu vàng. Này hiếm nè, màu vàng. Khoai mì này nó hiếm hơn. Ngon, mùi ngon. Quý vị em khoai mì mới về, bây giờ mệt quý vị. Tại giờ tao chào. Đồng quê mà nó vậy mới về thấy không quý vị? Ừ. Ông mà cục than nó xong mà thì ngon. Mày quý vị ăn không quý vị? Ta trồng được này chắc không nhiều, chắc cỡ tấn được mấy mày. Khoai này hả? Ờ mua mớ. Trời trời, trời có nè hả? Gửi mãi mớ. Đang trồng mà nó về tao bây giờ tao tao ăn nuôi tôm nè ốc. Anh nuôi tôm mẹ trồng nó bán cho anh Tư là thả cho tôm thẻ con xuống ăn thôi chứ vậy đâu. Khoai này mà bán thẻ xuống vậy? À, bán cho anh mua. Ủa, chơi thôi nữa hả?